Chiều ngày 1 tháng 7, xã Định Trì tổ chức trao tiền hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở cho 3 hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách. Tới dự có các đồng chí Vi Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố, lãnh đạo Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các tổ chức chính trị xã hội xã Định Trì và các thôn có người được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo xã Định Trì đã đến tận nhà riêng trao tiền hỗ trợ cho 3 hộ, gồm bà Ngô Thị Lưu ở thôn Rừng Trong là hộ nghèo sửa chữa nhà ở và công trình vệ sinh. Hộ bà Lưu được thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, xã Định Trì hỗ trợ 30 triệu đồng. Bà Trần Thị Tâm, hộ cận nghèo ở thôn Đông Hè xây mới nhà ở, được thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng. Xã Định Trì hỗ trợ 40 triệu đồng. Hộ ông Hà Thành Xã ở thôn Đồi Nên thuộc gia đình chính sách cải tạo nhà ở được thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Lam Sơn hỗ trợ 10 triệu đồng. Cùng đó, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách của xã Định Trì còn được nhận quà là các vật dụng sinh hoạt trong gia đình do các ban ngành đoàn thể xã Định Trì tặng. Ngoài tiền hỗ trợ của thành phố, xã Định Trì, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã Định Trì còn tự huy động tiền tiết kiệm và gia đình. Dòng họ giúp đỡ từ hơn 100 triệu đồng đến 350 triệu đồng. Nhờ đó đã xây dựng sửa chữa được nhà ở khang trang sạch đẹp. Phát biểu tại các gia đình được trao tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở và công trình phụ, các đồng chí Vi Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Tạ Quang Như, Bí thư Đảng ủy xã Định Trì đã chúc mừng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách đã cố gắng và nỗ lực để có nhà ở khang trang sạch đẹp. Mong các gia đình vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Đại diện các gia đình được trao tiền hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở của xã Định Trì đã cảm ơn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ngành, đoàn thể thành phố và địa phương giúp họ có nhà ở chắc chắn để an cư lạc nghiệp.